Thưa quý vị, trong lĩnh vực bình đẳng giới, truyền thông được xác định là nhiệm vụ giải pháp quan trọng nhất nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, góp phần xóa bỏ định kiến, tiến tới thực hiện bình đẳng giới thực chất. Việc triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ năm 2016 đến nay đã tạo ra những hiệu ứng tích cực, thu hút sự tham gia hưởng ứng, quan tâm, chung tay vào cuộc của toàn xã hội, góp phần rút ngắn khoảng cách về giới. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 hàng năm. Chủ đề năm nay là đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Từ đó kêu gọi các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực xâm hại cho phụ nữ và trẻ em. Ban Bình Diện Phụ Nữ phường Hòa Cường Bắc chỉ đạo câu lạc bộ nam giới tiên phong phòng ngừa phụ nữ và trẻ em tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến bình đẳng giới, kiến thức về bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em, giao lưu tìm hiểu cũng như là các công việc liên quan đến các kỹ năng xử lý tình huống hoặc kỹ năng tự vệ cho phụ nữ và trẻ em. Ngoài các hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới cũng thường xuyên được tổ chức. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố còn tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên kiến thức về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Hòa Cường Bắc đã thực hiện dự án huy động mọi người tham gia cộng đồng, tham gia phòng chống bạo lực và phụ nữ. Từ đó thì chúng tôi đề xuất xây dựng thành lập câu lạc bộ tự vệ cho phụ nữ và trẻ em với mong muốn là bằng khả năng tự vệ, các kỹ năng của mình, các chị em phụ nữ có thể và trẻ em có thể có những phản xạ, phản ứng để mà bảo vệ mình. Việc phấn đấu đạt được mục tiêu bình đẳng giới thực chất là một quá trình lâu dài và đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực trong cả việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách. Qua đó đảm bảo mọi người dân đều được tham gia, đóng góp và thụ hưởng một cách công bằng các thành quả của sự phát triển kinh tế xã hội mang lại.